hôm nay thứ tư ngày mùng 8 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam mang tên lửa đạn đạo ra răn đe Trung Quốc. Cuối cùng thì Việt Nam cũng phải mang tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên tới 600 km của mình ra khoe với thế giới để răn đe Trung Quốc khi nước này đang lâm le xâm lược và độc chiếm biển Đông. Việt Nam lần đầu tiên công khai tên lửa đạn đạo mạnh nhất khu vực đây là hình ảnh hệ thống tên lửa đạn đạo Scud của Việt Nam lần đầu tiên ra mắt công chúng tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam vào hôm 23 tháng 12 năm 2019 vừa qua. Đó là lần đầu tiên ra mắt công chúng hệ thống tên lửa đạn đạo Scud được coi là duy nhất và mạnh nhất ở Đông Nam Á theo truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin. Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud của Việt Nam được ra mắt tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm 30 năm ngày thành lập Quốc phòng toàn dân vừa qua ở Hà Nội. Bản tin ra hôm 6 tháng 1 của Vietnamnet cho biết, mặc dù đã có trong biên chế từ lâu, song đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo Scud được đưa công khai ra mắt vào Việt Nam hôm 23 tháng 12. Các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud ban đầu được Liên bang Xô Viết phát triển trong thời gian chiến tranh lạnh, theo tờ báo quốc tế đưa tin. Sau 6 thập kỷ, các phiên bản của Scud đã được nâng nhân lên trên toàn cầu, hiện diện trong các loại tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên cho tới Iran. Và để gần lại các bạn thấy những hình ảnh của chiếc tên lửa khá lớn này được Việt Nam sở hữu từ lâu và bây giờ mới mang ra để công khai. Tuy nhiên, đây vẫn là hệ thống tên lửa từ thời Liên Xô cũ khi mà thể chế của Đảng Cộng sản Liên Xô đang tồn tại và giờ đây thì nó đã sụp đổ. Và thời kỳ Liên Xô còn là nhà nước sao chủ nghĩa, với thể chế cộng sản đã sản xuất ra hàng nghìn quả tên lửa đạn đạo này và chuyển giao công nghệ cho nhiều nước thân cận và độc tài trên thế giới. Đây là xe chứa các quả tên lửa Scud đang hành quân thời Liên bang Xô Viết khi mà cộng sản chưa sụp đổ. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình và Quốc tế Stockholm, Việt Nam nhận được một số bệ phóng di động cùng hàng chục quả đạn Scud B vào năm 1981. Scud được Liên Xô xuất khẩu cho rất nhiều quốc gia đồng minh trên khắp thế giới. Loại tên lửa này chính gốc có tên là E-11 với phiên bản đầu tiên và E-17 sau này đổi thành r 300 Tuy nhiên, cả thế giới vẫn quen gọi với cái tên Scud do NATO đặt cho loại tên lửa này. và đây là hình ảnh xe chứa tên lửa Hava 6 tức là hỏa tinh 6 trong một cuộc diễn tập tại Bắc Triều Tiên cũng theo viện nghiên cứu Stockholm vào năm 1998 Việt Nam đã mua từ Triều Tiên hàng chục quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn hỏa tinh 6 một phiên bản sao chép dựa trên nguyên mẫu Scud C với tầm bắn lên tới 600 km và như vậy với những tên lửa này thì Việt Nam có thể kiểm soát những cái vùng bờ biển ven biển và bắn tận ra các khu đảo ở ngoài Trường Sa. Và tên lửa Scud là loại vũ khí rất thông dụng, dễ vận hành vì độ đơn giản và giá thành rất rẻ từ thời Liên Xô chưa sụp đổ. Nhưng nó cũng đem đến chết chóc cho nhiều thường dân trong các cuộc chiến đã diễn ra trên khắp thế giới. Đây là biến thể của tên lửa Scud đang được nhà nước độc tài Hồi giáo Iran sử dụng để răn đe các nước xung quanh. Không có một loại tên lửa đạn đạo nào xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc xung đột thế kỷ 20 và 21 như tên lửa L-17 Scud của Liên Xô. Được thế giới biết đến với cái tên Scud, nó được, nó được sao chép và hiện đại hóa rất nhiều so với phiên bản gốc trước đó. Khoảng 3.000 quả tên lửa tầm ngắn này đã được triển khai trong các cuộc xung đột trên thế giới ở nửa cuối của thế kỷ trước với sự đơn giản, độ tin cậy cao và chi phí thấp. E-17 Scud đã xuất hiện trong các kho vũ khí của hơn 30 quốc gia và được chế tạo ở khắp nơi theo giấy phép của Nga hoặc sao chép một cách đơn thuần. E-17 cũng được bắn thử, nghiệm vào năm 1957, sau 2 năm phát triển nhằm thay thế cho tên lửa hạt nhân chiến thuật thế hệ đầu tiên E-11 của Liên Xô. Những quả tên lửa này có nguồn gốc từ tên lửa V-2 do phát xít Đức chế tạo loại tên lửa đạn đạo đầu tiên trên thế giới với hơn 1.300 quả bắn vào thủ đô London trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thậm chí các chiến binh của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cũng đã sở hữu loại tên lửa Scud nguy hiểm này. Đây là hình ảnh đáng báo động khi các chiến binh thánh chiến thuộc chi nhánh Libya của nhà nước Hồi giáo IS đã chiếm hữu và sở hữu tên lửa Scud có khả năng bắn sang tận lãnh thổ nước Ý. Việc sử dụng nhiên liệu đã được cải thiện cho phép Scud tồn tại hơn 20 năm mà không cần chế độ bảo dưỡng kỹ thuật cao. Điều này cùng với một số sự cải tiến khác cho phép Scud có tầm bắn tối đa là 300 km ở biến thể đầu tiên. Tên lửa này có thể mang theo đầu đạn nổ thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân và có thể phá hủy một mục tiêu trong phạm vi đường kính 600 m. Biến thể mang đầu đạn hạt nhân của nó là một loại vũ khí chủ lực của lực lượng tên lửa Liên Xô, trong khi các tên lửa thông thường truyền thống được xuất khẩu. Từ những năm 1960 và 1980, tên lửa Scud đã được chuyển hoặc viện trợ cho một loạt các đối tác quốc tế của Liên Xô Thời đó. Khoảng 1.000 quả tên lửa này đã được bán cho các nước như Ai Cập, Iraq, Bắc Hàn, Cuba, Libya và Syria. Rất nhiều trong số đó đã được các nước nhập khẩu tự sản xuất trên cơ sở giấy phép của Liên Xô hoặc sao chép một cách đơn thuần. Và tên lửa Scud cũng được sử dụng nhiều trên thế giới và đây là những nơi do Liên Xô trước đây đã trực tiếp tham chiến hoặc chuyển giao vũ khí. Đây là hình ảnh Liên Xô đã sử dụng tên lửa Scud trong cuộc chiến tranh ở Afghanistan trước đó. Trong cuộc chiến tranh ở Afghanistan 1979-1989, Liên Xô đã sử dụng tên lửa Scud R-17 chống lại lực lượng du kích thánh chiến hồi giáo Iran và Pakistan trú ẩn trong những vị trí nằm sâu trong các hẻm núi và được che chắn tốt. Trong cuộc chiến tranh giữa các thành phố, cuộc xung đột ở Iraq, Iran vào năm 1980 cho đến 1988, cả hai bên đã sử dụng tên lửa Scud chống lại nhau, bắn tổng cộng khoảng 600 tên lửa. Đến cuối cuộc chiến, cơ sở hạ tầng và các thành phố thuộc tỉnh Kuzestan của Iran đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Iraq cũng bị phá hủy nghiêm trọng, trong đó có cả thủ đô Baghdad. Tên lửa E-17 Scud cũng được sử dụng nhiều trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất 1991. Iraq đã bắn 40 quả vào lãnh thổ Israel và 46 quả vào lãnh thổ của Saudi Arabia. May mắn là chúng chỉ rơi vào những khu vực dân cư thưa thớt nên thiệt hại về người không đáng kể. Tại Israel chỉ có 2 người chết và 11 người bị thương. Nhưng ở Đà, uh, Daran của Saudi Arabia đã khiến ít nhất 26 lính Mỹ thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Đó là tổn thất lớn nhất của lực lượng liên quân trong một ngày trong chiến dịch bão táp sa mạc trước đó. Và khi Liên Xô tan rã, Nga đã thừa kế kho vũ khí. Vào những năm gần đây, Việt Nam có vẻ đã mua nhiều vũ khí của Nga. Nhưng vũ khí của Mỹ cũng dần được Việt Nam biên chế vào quân đội của mình vì tính ưu việt của nó và khó bị áp chế khi có chiến tranh với Trung Quốc Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam tại Hà Nội vào hôm 23 tháng 6 năm 2016. Vào tháng 3 năm ngoái, Viện Nghiên cứu Stockholm đã đưa ra một phúc trình về các giao dịch vũ khí quốc tế, trong đó Việt Nam nằm trong top 10 nước mua nhiều thiết bị quân sự nhất thế giới. Trong những năm gần đây, khoảng 80% đơn hàng quân sự của Việt Nam đặt mua của Nga. Việt Nam sử dụng các khoản chi để thể hiện đại hóa khả năng đặc biệt là đội tàu ngầm và chiến hạm của mình. Kể từ khi tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Hà Nội đã có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự của Mỹ với trị giá tới 93 94,7 triệu đô la theo một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng năm 2018 nói rằng chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Trong những năm gần đây, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam tăng mạnh, họ đã bỏ ra số tiền rất lớn để sắm các dàn tên lửa từ phương Tây. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang tham quan vũ khí mới, trong đó có tên lửa phòng không Spader. Số tên lửa Scud phiên bản B và C được coi là một trong những vũ khí uy lực của lực lượng pháo binh Việt Nam hiện nay. Theo báo an ninh thủ đô Việt Nam, đến thời điểm này, Việt Nam là quân đội đầu tiên và cũng là duy nhất tại khu vực Đông Nam Á có tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud trong biên chế. Cũng vào tháng 12 vừa qua, Việt Nam lần đầu tiên công khai hệ thống tên lửa phòng không Spider và báo chí trong nước gọi là sát thủ mua từ Israel. Trong vài năm gần đây, truyền thông trong nước và quốc tế đã đưa tin về Việt Nam sở hữu tên lửa phòng không Spader hiện đại của Israel, nhưng không, không có bất kỳ hình ảnh chính thống nào về các tổ hợp này được triển khai tại Việt Nam. Việt Nam trong một thập kỷ qua đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng nhằm hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng mở rộng sức mạnh trong khu vực. Dữ liệu của SIPRI cho thấy chi tiêu quốc phòng của Việt Nam tăng từ 1,3 tỷ đô la vào năm 2006 lên 5,5 tỷ đô la vào năm 2018 với mức tăng hơn 320%. Và Nga vẫn là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam, nhưng vì quá tương đồng vũ khí với Trung Quốc nên số lượng mua sắm vũ khí của Nga cũng giảm dần và điều đó dần chuyển sang các nước phương Tây. Đây là hình ảnh hệ thống tên lửa đất đối không Sotorra của Nga được Việt Nam nhập về. Viện nghiên cứu Stockholm hồi tháng 3 năm nay ra phúc trình về các giao dịch vũ khí quốc tế trong đó nói rằng Việt Nam nằm trong top 10 nước tậu nhiều thiết bị quân sự nhất thế giới. Theo viện này, trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2018, số vũ khí nhập khẩu của Việt Nam chiếm 2,9% tổng số bán ra trên toàn cầu, tăng 78% so với mức 1,8% giai đoạn 2009 tới 2013. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất lọt vào top 10 trong khoảng thời gian gần đây nhất. Trong số 10 nước nhập khẩu khí tài nhiều nhất trên thế giới giai đoạn 2014 tới 2018, một nửa là các quốc gia châu Á và châu Đại Dương gồm có Ấn Độ, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Nga xuất khẩu 31% sang khu vực này, tiếp đó là Hoa Kỳ 27% và Trung Quốc 9%. Và Mỹ đã chào hàng Việt Nam loại chiến đấu cơ hiện đại F16, nhưng quân đội Việt Nam còn cân nhắc và trước mắt họ chỉ gửi phi công sang Mỹ để huấn luyện và có lẽ để chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Đây là hình ảnh các sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam tới thăm một căn cứ không quân của Mỹ trong thời gian gần đây. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2018 khẳng định rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá lên tới 94,7 triệu đô la. Ngoài việc mua thiết bị quân sự trên quan chức Mỹ Mỹ nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cung cấp cho Việt Nam 12 triệu đô la chương trình cung cấp tài chính quân sự. Nước ngoài viết tắt là FMF trong năm tài khóa 2017. Trong một cuộc họp báo thường kỳ sau đó, khi được hỏi về các việc mua bán gần 100 triệu đô la, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập và chủ quyền, thống nhất đất nước cũng như những việc khác mà bà vẫn hay nói. Và gần đây, Trung Quốc đã liên tục cho tàu Hải Dương 8 và các đội tàu hải cảnh hung dữ xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mà phía lực lượng chấp pháp của Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam không thể có biện pháp dứt điểm để ngăn chặn sự xâm phạm chủ quyền này từ Trung Quốc. Bản thân chính phủ Trung Quốc cũng luôn đưa ra thông cáo với quốc tế về chủ quyền đường chín đoạn mà Việt Nam hay gọi là đường lưỡi bò, trong đó bao phủ trên 90% diện tích Biển Đông. Và với tuyên bố này của Trung Quốc thì gần như toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bao gồm cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã trở thành lãnh thổ của Trung Quốc. Vì vậy, để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thì Việt Nam đã phải chuẩn bị và buộc phải công bố một số loại vũ khí mới của mình với mục đích nhắm đến sự hung hăng từ Trung Quốc. Nhưng một chiến lược dài hơn có thể để bảo vệ gần 100 triệu người dân cùng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc thì Việt Nam không thể đứng một mình. Mua vũ khí của phương Tây là cần thiết nhưng trở thành đồng minh với Mỹ và các nước dân chủ tự do sẽ càng cần thiết hơn. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 8 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thể báo chấm để nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.